Anh hôm theo anh quốc rồi nó gác tàn rồi nó xuống rồi rồi quay vô giờ rõ đẹp này cả nhà. Quay đấy đúng bài ạ. Quay chưa nói là cả nhà xem đã mét luôn, giờ nó lái mét luôn của tổ em này. Quay vô Chế như là... Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Đây là heo cả, nhưng mà là heo bình thường. Heo hồng rừng mà người ta kêu heo mọt rồi đấy. Quá bệnh lạc như con heo. Bảy hôm nay lại làm một cái khủng nữa. Bước trước anh làm cái 24 con, hôm theo anh quốc một. Rồi nó gác tàn rồi nó xuống rồi. Rồi quay vô giờ rõ đẹp này cả nhà. Quay đấy đúng bài ạ. Quay chưa nói là cả nhà xem đã mét luôn, giờ nó lái mét luôn của tổ em này. Ui dồi cõi chế chế như là heo mọt của mà heo tạ chứ heo bình thường không. Hôm nay lúc trên nó không biết chơi dưới, nó không biết được giặt trên cõi trên cây. Ui dồi cõi khiếp không, cả nhà thấy ba lô với cục mặt là như nhau à. Ui dồi khủng khiếp quá dữ, quá dữ rồi. Quay được mặt bên kia đã. Ừ, mặt bên kia này. Phần mà không. Nếu quay được con tức mà nó. Mà giờ cỡ đây cũng được. Quá đẹp rồi. Quay, cái hồ gơ rồi chứ. Cái cỡ đây rồi. Trên đáy tối thì tỉnh nữa. Bảy mình lên quý chô với cha đấy là biết. Bự cỡ nào. Quay, bà lồ như chế y nhau. Đấy, phải hành nhé, một nhé, không cầm bao giờ hết. Đó, chuẩn bị mặc vô ba lô nha anh em. Mình lại thiết quá hả? Ừ. Tục bình thường. Này cái gì đa số đàn to. Nó quá cũng nhiều ổ nó đàn lên nữa. Thế là ổ tại mình sợ chuyện nậu đó. Chắc giờ nhất thử chứ. Mình tiếng cưa đầu ui cờ đấy anh đẩy lốc vào nha đấy cưa đầu có đường có đường rồi chéo bì ủa ờ chéo bằng giật nó hết nó chắc chắn hai bên nó đẩy để đấy là nếu mà ba lô trùm hết ấy kéo luôn ba lô trùm ấy cục mặt lên rồi ném cho ba lô kéo cục vô bì luôn khỏi rồi xuống xuống không bị này đấy anh em quậy vô ba lô này anh em tao đủ mùi bịch này còn nhỏ bột keo rồi nè, keo nành kéo bì anh phải nhích luôn ba lô rồi. Lạng cho hao bánh anh lạng cũng đến đúng quơ rồi, quơ cục keo đã lắm, dấu, dấu tiếp luôn, liên tục. Ủa là nó đi cỡ hai đứa con không ừ. Nó to cỡ gì vậy? Đấy, cái đầu nó mới làm gì rồi giữ với tính xác đó. Đi hết cái lứa kia ra rồi, bắt đầu nó làm phim gỡ hai vàng nữa. Ôi, cổ cái thằng
tìm mặt tìm ngồi mà chứ cũng hơn mấy cái không biết rồi. Ủa, để. Đấy. Ừ. Ôi trời ơi. Đây mẹ không? Wow. Kinh và lô. Đây quá không? Đây và lô. Giờ anh móc dép. Nó ít nữa, xuống ba lô nha anh em. Ui, ba lô vừa thả nó quay mưa á. Ui, giúp giúp luôn. Đây ba lô anh Bảy. Đây ba lô anh. Ô, anh em đừng bị theo chân mình lên coi ba lô nó quay giúp giúp nha. Mặt xuống cây. Lúa về, lúa về. Bên này em sợ đoạn nào rồi chắc hai đi xuống ấy, xuống không được không? Đi không hai. Chúng ta trèo ra cũng được. Nhìn cái guốc như quà cái chân hai đã đứng dưới đây trước. Chỗ đó cái đoạn nó ôm được mà. Phải bỏ dây ra ôm tụt xuống đẩu. Không mà qua một đoạn ấy rồi đâu mà trèo dây lại. À, giờ cả nhà xem nha, mặt xuống nha, rút rút nha. Quay như chân chém luôn. Quay xuống này, mặt xuống, mặt xuống, mặt xuống. Mà nó là quần dây luôn cả nhà. Quay xuống. Anh rì lại coi nè, anh rì lại nhanh mạch luôn á. Anh thắng lại nè, ấy ấy ấy. Anh quấn lại, cái nhà thấy ăn hai dèm vào hả? Rồi, để mày mấy lên mình cho cả nhà cùng xem luôn. Cảnh ba lô nó quay giúp giúp nè. Ôi, ba lô nó quay nè, cả nhà xem. Ôi, nó quay. Như chùm chấm. Ôi. Không khiếp chưa. Cứ một ổ, một ba lô lúc đấy nha. Mấy 20 cân thôi. Chưa? Ít nữa. 2 mét nữa. 2 mét. Đủ anh. Rồi xúc, rồi xúc. Để giữ im nha. Hết rồi anh. Hết rồi đúng im đấy. Mà chờ chút nha. Coi nó ghê á. Em cũng chưa bắt. Từ chút em bị. Anh theo mặt. Xuống chút nữa biểu. Xuống, xuống chút nữa. Ờ, thả luôn đi. Ờ, thả ra, thả ba lô xuống đây. Thả ba lô. Đâu thầy? Thôi luôn luôn. Ui. Cửa đấy hơn chục quả. Ui, cả nhà. Rồi mặc xuống cây rồi này.
vậy vô. Anh đi con. Không tập lắm. Ai mặc lên rồi nha anh em. Để mình lấy cái dây lên đó rồi. Đỡ chút anh bà con rửa đồ dưới. Rồi, vừa cho cả nhà xem móc hàm này lên luôn cho biết. Biết nhiều cân luôn. Xuống núi là móc hàm luôn. Đừng có xem. Ném cái đầu rồi, mất cái mất. Bấm lại cái nó về không không. Nó không. Cái mất rồi nó quay quay nữa. Nào, nè, không không nha. Cố gắng. Đưa vào lô. 22 kg. Ôi, thế vậy mà cũng có 15 cân chín. 15 kg chín cân 1 xéo ký. Wow, còn 1 xéo ký. Cái năng chục lít cái máy. Bấm tập cái nền của nó. Một xéo ký. Một xéo ký chỉnh. Một xéo ký. 10 lít là dư. 10 lít. Rồi, kết thúc video nha cả nhà. Video cũng hơi dài rồi. Nhớ subscribe kênh để theo dõi mấy anh em. Đây là bữa nay đã. Coi đây là to nhất. Gốc to nhất là chiếc ổ còn cao nhất. Mấy mét, gần 30 mét. Ôi, phải coi tiếp không? Bảy con ngậu coi gì nè. Đấy, bảy cái này. Rồi đang tuột xuống. Ba coi xuống. Rồi, kết thúc video nha cả nhà.